Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Ai mà ngờ Sơn Tùng lại có khoảnh khắc giống Mai Tài Phiến đến thế này. Tối 26/10 vừa qua, Sơn Tùng đã có buổi biểu diễn tại một sự kiện và nhận được sự quan tâm đặc biệt khi thay đổi phong cách trở nên thư sinh hơn hẳn. Tuy nhiên ở một vài khoảnh khắc, nam ca sĩ lại khiến khán giả ngỡ ngàng vì quá giống Mai Tài Phiến. Từ gương mặt tròn trịa hơn hẳn, điệu cười của nam ca sĩ đều là những yếu tố giúp bức ảnh được chú ý trên mạng xã hội. Mặc dù ở các hình ảnh khác đã không còn xuất hiện điểm giống nhau, nhưng dân mạng vẫn vô cùng thích thú trước sự trùng hợp bất ngờ của Sơn Tùng và Mai Tài Phiến. Nhiều ý kiến còn cho rằng, vì thời gian qua Sơn Tùng tăng cân thấy rõ nên mới có khoảnh khắc giống nam diễn viên chị trợ lý của anh vô cùng hiếm hoi này. Khoảnh khắc này của Sơn Tùng được khán giả ghi lại, làm dân mạng xôn xao vì gương mặt quá giống Mai Tài Phiến. So sánh với nam diễn viên chị trợ lý của anh, có thể thấy cả hai có khá nhiều nét giống nhau. Khán giả liên tục gọi tên Mai Tài Phiến khi nhìn thấy khoảnh khắc này của Sơn Tùng. Tuy nhiên ở những hình ảnh khác, Sơn Tùng đã lấy lại phong độ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.